Đây là chỗ của Thảo, đáng tên là Fields of Fruit. Thấy vợ làm thấy thương quá. Hôm nay đi cả xe taxi mà không có xe. Ở Sydney là bị khủng bố, thằng nó cũng không muốn lấy xe mới. Thằng hơi rảnh về ghé Bankstown Metro coi chỗ Thảo làm sao. Tội nghiệp quá. Đang có bầu gần 4 tháng rồi. Đi làm đứng đâu có biết chồng mình đang coi phim mình ở trên lầu đâu. Quay toàn cảnh chỗ của Thảo bán buôn đời. Cửa hàng khá lớn chứ. Còn 10 ngày nữa là Christmas rồi. Trời sắp Tết sao lòng mình không Tết. Đó là đủ rồi để biết Thảo làm việc chỗ này sao. Rồi.